quay cái gì. Cái chỗ nào có làm tổng giá vậy à? Hả? Ờ, biết ra. Chưa có làm nữa. Chỗ nào? Chỗ biết nè. Có cái ly hương nè, ra đây. Để cá cho được không? Ừ. Ai vô đây? Có một cái phải không? Bữa nay là thứ ba ngày 5 tháng 4 cả nhà. Năm 2022 nha cả nhà. Hôm nay là ngày cúng thần minh của ông bà nha cả nhà. Đây cả nhà. Rồi. Con được mắm dội. Để ai bóc rượu rồi cho cái ly nhỏ này nha. Ai uống rượu rượu, ai uống trà uống. Cái bà uống rượu rồi. Sao? Đây là 6 nha. Đây là 3. Rồi, nó của dùng 3 bình bệnh chính rồi. Đây là bà ngoại nha cả nhà. Quá trời tôi dọn rồi. Nhà quà nữa sao? Sao cái này lên gạch nữa đi. Đây là nhóc Biên nha cả nhà. Mời đúc nhau nữa không? Tôi đúc thêm cho. Thôi. Đánh xong. Mới chớ, Mỹ nó mới nhắc kìa. Cháu gái nè, đây là cháu gái nha. Mỹ nó mới nhắc rồi mới lấy bánh tét rồi. Cái bánh hàng khỏi đây à. Đây là anh hai mình nha cả nhà ơi. Hai. Hai cái là trai. Hello. Quay, làm nó xôm xôm lên mày cái ghê quay. Đây đủ quá. Rồi quất. Cái ghê quay. Làm nguyên cái không có phun nghe. Vậy đóng về đóng trước với nó một cái đi. Đúng rồi. Ổng muốn thèm rượu lắm mà năm không phải uống được có lần á. Ủa kìa anh hai. À, tao mày cưa hai ha. Không có đủ dung lượng gì. Bộ nhớ 6 đầy à, bộ nhớ máy đầy rồi đó. Phải không? Để đằng này. Để cho bà nó. Quá ngon luôn. Quá quá rồi. Đây nè. Đợi đi. Để cho bà nó ăn không suốt. Bà sáu kìa nè. Nè, đóng ngon. Đau. Đau. Làm trước với nó một cái đi anh bà. Làm trước với nó một cái rồi tôi quất rồi đó. Quất rồi. Ừ. Quất. Quất rồi. 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 Quất rồi.
hết. Gì ông ba? Khương, thầy Khương. Năm năm vậy chút vậy. Đủ cho con gì nữa. Nó uống, nó uống không không nó có ăn ngồi đâu ngươi. Phải để mấy cái giò tượng trưng á. Vô Khương ơi, vô. Tao vô trước nha. Đúng nha. Anh ba ơi. Để xuống là uống nghe, chứ không có cầm hoài nghe không. Ừ. Vô đi. Rồi. Ủa trời ơi, sao chi vậy? Trời ơi, uống rượu mới quay phim thôi. Uống rượu phải quay chứ, uống bia quay, uống rượu không quay sao được. Trời ơi, quên. Chị đây con đăng lên TV luôn á nghe. Phải làm sao mày làm nè. Làm sao quay lên không có màu đi nè nghe. Có để phim mà quay giả bộ quá đụng quá. Không, nó mới chỉ đặt đi. Cô ba ngồi đó đi. Thấm nước vô tay. Đây cũng là YouTuber nha cả nhà. YouTuber này là cha đấy nha cả nhà. Chào bà. Mới làm rồi. Rồi, bà chở thùng băng ba. Kêu nó đâu. Nó nhảo rồi. Đây là bà ngoại nha cả nhà. Đây là bà ngoại mình nha. Ừ. Chị ba đợi chứ. Ba ơi, bác ba lợi bữa nay xin minh lại đây ăn đây cho vui. Cho vui. Ông bển của mình buồn lắm á. Rồi là chưa ngủ mà bển. Ở đây. Con nằm ở đó, nằm bên bờ. Cũng như bà giữ đó, sợ con trả. Cũng là lên nó coi đâu là quay về đó hết. Bà chỉ là ngay cái góc ranh luôn, khỏi bà. Chưa. Ngoài ông bữa mồi gì vậy thầy? Củ mì luôn. Hả? Cho ông Khương ăn nè. Lọc gì vậy? Mì. Củ mì hả? Ờ. Ở đây. Hả? Nhổ nguyên bụi luôn rồi. Nhổ nguyên bụi luôn hả? Cho ông Khương cũng ngon ngon chút rồi. Củ mới đi. Chặt ra cẩm cái lại của anh. Rồi, tán cây không mà. Chặt ra cẩm cái lại. Mì này chấm muối ớt cũng được vậy. Đúng rồi. Chấm lên hai chấm đi. Đây là thùng nước lèo nha. Ôi ô, một thau rau cũng ngon trời. Kìa quay nó kìa, quay ông thợ xé bún à. Cái này gọi mì làm vậy? Đang chơi buổi tối hai vợ chồng cùng mệt lại. Ông phải mình sống lần tối hai vợ chồng cùng mệt lại á. Dạ. Thấy. Lấy chưa lấy của bà ngoại lại bà nội lấy chưa? Rồi. Tay găng sắt mà. Găng sắt mà. Chạp tú hết trơn. Cũng phải mì luôn. Hết 3 giờ rồi hả?
Vậy mày ứng đi. Ứng 10 ngàn á. Không biết ứng. Phương Anh biết ứng bao giờ không? Lấy ứng điểm bao giờ. Sáu nè cả nhà, sáu đang quay trực tiếp nha cả nhà. Để quay chung thôi. Ai muốn xem hết thì vô YouTube xem nha cả nhà. Ba bốn đứa con hả? Bây giờ gãn ra một đứa cung hả? Bốn đứa người con bà Xuân thì ở ngoài trước đó, con bà sau thì ở sau này, chia ra đứa cách nền vậy đó. Cầm máy quay vậy không á. Dạ. Ngày tới tối mới đi quay cái này cái kia vậy đó. Anh nghỉ thôi. Có cái hơi thật nè. Còn cái chổi cái gì này không ạ. Nè, bà cố nè. Không được, Sáu ơi, xịt đồ ăn dọn ra tùm lum nè. Bà cố nè. Đến nó ngoài, dính nó ngoài ra đây. Bà cố á. Rồi năm 2021 á. Thì thôi hết tiền quay hết được rồi cả nhà ơi. Vậy đi nộp tiền thôi quay. Ứng bà gờ đi. Ứng ở trong túi không còn tiền thật á. Đâu đó. Tiền. Chèo lên YouTube coi. Tiền rồi. Mày phải đưa cái bản hiệu mới được. Đẩy lên Facebook đó coi. Mời tới Đài Loan về luôn á. Mày không thấy cái mặt mà thấy cho thấy cái đít nó không vậy? Mặt quá đẹp trai luôn rồi. Chưa chưa. Chưa nào? Đi đường bay. Cái cao cao. Nó ở đây tính chắc lớn hơn cô hai chừng miếng ngang 7 tuổi thôi. Tới chừng đồ năm xanh nó cũng lớn dữ quên. 19 hả? Không, 28. Cái này là anh chở bia may mắn nè. Ồ, ở đây tới luôn rồi, đây là tới đây luôn rồi. Có hết luôn, có bị trong nước lèo rỡ qua. Ủa, nước lèo đó bạn. Để sao bia bữa nay phía mãi chanh với ớt. Cái chung bế kia. Chá tiền người. Hết thùng à, chá tiền người à. Chá tiền người. Lẻ nó lấy 4 thùng. Lấy lại làm cái thùng gì đây. Hả? Bà làm gì? Cũng đó. Giờ đốt giấy tiền nhận bạc nha cả nhà. Một bạc hai nha, về nhận tiền bạc hai nha. Vàng luôn nha. Vàng đâu? Vàng đây. Vàng miếng. Vàng miếng luôn nha cả nhà ơi. Nè láng quá, trời một cái là u đầu quá nha. Nhớ mấy cái năm khắc khổ á. Từ 86 á. Tập đoàn đó. Từ 80 tới giờ 8 mấy á. Mấy cái năm đó rồi. Tập đoàn á. Đít nha cả nhà. Đít nha cả nhà. Bánh bò với lại xôi nha cả nhà. Thịt quay, heo quay. Đâu có thấy đâu. Xôi nha cả nhà. Trong cái ca đó mấy. Ca lẻ. Có như vậy. Không nói ông tám không chưa không về. Còn
tao gót mà đi theo mày quay quay rồi đưa lên cái. Anh hai đi chia rượu nha cả nhà. Mỗi một chỗ có heo quay với vịt khìa nha cả nhà. Cái này gỗ trước mặt á. Đó cái cá. Để cho bà cô đứng đó mình. Bà cô đó. Cô mấy không sao? Chim mỉa ngay tay nó cô mấy? Đây thấy cái cục phân. Hỏi ông bán số rồi số mấy vậy? Không biết đâu. Chim mỉa trên tay hả? 02. Rất đáng mà lấy số chưa? Lấy số mới được. Thành nó gãy gì khác thành? Thằng trắng. Năng nghỉ ngọc á, giờ đây ăn ăn kẹo uống sữa nè, gọi lên ba cho con nè, trời ơi bé đi hoa. Sao không lấy cà phê á, vậy sao không lấy vậy? Nãy gà đó, ra uống hết rồi. Gà đi cháu này mướn dọn ba cái đồ ăn. Ồ, đưa ra em nhận mất cúng thanh minh rồi. Ngọc Sáu đang cúng kẹo với sữa nha cả nhà. Kẹo sữa hai thằng bé cho tuổi của hai mùng năm Tết Thanh Minh cho Mỹ Ngọc cho các bạn ở bên đây đây cho ra cần sự động hòa cho con ấy sữa đi. Cái này cũng cho lấy ra lắm con này. Kêu ra dọn mấy cái đồ hàng nữa không? Kêu chở bánh mì ra bán nè. Ai đứng đây lớn nè, chẳng mấy đứa em út kêu à? Ờ, mấy đứa. Tao cũng làm gì cũng phải ăn hết chứ, nhưng tao cũng đâu có. Cái mày đâu có hành cái gì đâu con ơi. Đó là cái trung tâm có kẹo bánh. Uống ra vậy đi. Trời ơi, nhớ sửa nha. Ăn kẹo anh chị. Ngay giờ, ngay cái cao hạt tục. Vậy là chắc bạn ấy cái bia dụng. Tăng đa nè. YouTube gì đây. Đợi lúc nhang nhỏng rồi lại. Cắt qua cô tới cuốn mì ra kìa. Đốt không nhang nhỏng. Thật nhang ở dưới đất kìa. Nhang bên đây nè. Nhà bánh bèo luôn. Nhắc lại thôi bạn ăn. Mày quấy vừa vừa thôi, quấy quá nó mắc cỡ. Không có thịt. Không có thịt để cho nó ăn. Cho nó dám ăn thì mày ăn đi. Dưới cá không á. Cắp mới ra nè. Đây tôi búng nước lèo cho Vinh nha cả nhà ơi. Rất là ngon luôn. Không biết sao mà nó để như này nha. 875. Trong đó có anh Thành đó. Rồi anh có muốn cái nữa đi. Có nước trà cái nữa đi là được rồi đó. Để nhà ăn xà rồi. Đã ăn được rồi. Tôi cũng ăn gì rồi. 875 bộ khó. Bia này đó là sản xuất của Pháp, sản xuất đầu tiên. Chú Mỹ có nước cái nữa đi. Cậu lấy có rượu gì, sẵn có nước luôn đi. Chị nói cái rượu bán kì, bán bia tủ lạnh, mày gãy cho mày ngán lại hả? Không. Mấy lon lượng trên hả? Uống trên. Chứng hư. Chứng hư nghe không? Mấy cái này hôm đó biết nó ngủ trước rồi đem ra trước không? Nếu mà ốp lạnh thì bé ốp hết cho người ta. Cái này là bia cụ nè. Bia cụ đó. Thằng nói đi nha. Ừ, lỡ con đi mấy lon con lấy. Ủa dám lại nó rồi tình hình này. Mới dám lại đó, mà chưa chồng đó. Không mấy lon trên lạnh hả? Tôi đã dám lon trên lạnh đó.
Hồi nãy anh hai đi gót rượu, giờ anh hai đi gót nước nha cả nhà ơi. Đây là ngoại nha cả nhà. Đúng chưa? Rồi, ok. Về cấp này con nhậu dữ vậy? Dạ. Chắc tại lúc này con nhậu nhiều quá. Trời ơi. Bia mà uống rượu còn lâu, lâu bia uống ly còn lâu xỉn hơn uống rượu. Mới ra kìa quay gì mới mới qua, cầm đang qua. Ủa mày đâu vậy? mua gờ rồi đó, mua gờ rồi đó, cài gờ đi. Bữa sao bánh kia có cũ phải này. Ngồi ăn đi. Cho khứa dậu quá. Sống nữa. Sao ngồi ăn đi bên quay không? Ông ba đang chật chịch nha cả nhà ơi. Ăn thịt quay về đó cho ông ba chắc cho nó ăn miếng kìa. Vậy thôi. Có gì thịt quay hả? Dạ không. Cho nó ăn không nè. Rồi về ăn không đi. Dạ con ăn heo đi. Ủa chú. Ủa hả? Nữa đâu ai chứ đâu đây vậy? Không ai biết. Em đây. Đây đổi tay đầu giúp đầy lon chật chịch nha cả nhà ơi. Giếp này muốn bên này lon về à. Cái cây sao sao? Cái cây bây giờ đây. Con đi mình đổ đồ ăn mình ăn trước đi. Ôi chặt thương gian ở ngoài quá trời vậy. Lấy dĩa ra nữa không? Khỏi đi lấy mấy cái dĩa dơ này đi. Nó trong mấy dơ nhiều. Muối hết trên bàn kìa. Muối hết mẹ. Lên kìa, Biên con đi xếp dạ vô đâu rồi, cho ta dọn không? Đúng không, đúng kìa. Ờ, con dĩa này được rồi. Ăn rồi. Ờ, ăn đi cưng. Ờ, ba mày một ly coi mày. Vô mà bắt đâu, lại đi đâu đây hả? Hay mua gờ đó hả? Thì để lại nó đi. Để phân nửa thịt quay, phân nửa thịt vịt. Chắc con cú bự á. Lại tới miếng nó đưa cho anh dĩa này, anh nhìn nó cho em ăn hả? Máy này nhỏ đúng không? Sợ sợ mày luôn. Nhỏ này anh dám về cho em hả? Đây, 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 đây. Búp. Cái này là phải chặt mạnh vậy. Ừ. Không? Con ba chặt hay quay khéo quá ơi. Quá trời, cục nào cũng lấy bự rồi. Sửa lại cái nữa. Các bạn thôi. Quá ngon rồi. Thịt quay không? Dạ. Dạ hả? Đỡ rồi. Má ngồi đó gỡ. Ăn rượu băng. Để dao, để dao. Để dao. Ăn da gì thường thường mấy bà ở chợ bị chửi đó. Ăn da gà. Bún hả? Ăn bà Dương chửi ông Dự. Ông Dự cặp cổ hoa. Lên. Tô gì? Chuẩn bị đổi nữa rồi. Nữ ca, nữ ca. Ba chặt dịch khéo quá, dịch khéo luôn cả nhà ơi. Nè nè. Nè, chơi hả? Lâu quá không thấy mày. Nè, nè. Rồi bưng đi. Dọn bãi đi. Mẹ chết. Sao? Đưa nó lại xin thôi nó. Đây nè. Ở nhỏ 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 chút đừng ba. Ủa năm nay không có tư dung á. Ta nãy giờ ta điện báo là vô. Ghê vậy hả? Sao mà không điện cho Phi? Số ở đâu?
ở đây giấc giờ chia tài sản nghe cả nhà. Đây chia tài sản rồi nè. Bắt đầu chia của em về nha. Mình qua bên đây. Ăn nữa nè. Thiền thấy nó thiền ngon quá trời, phải con liêm này là ăn đã luôn. Lớn mấy nghe. Một khao heo quay luôn. Một heo quay luôn. Bắt đầu chia của cho con nè. Bắt đầu chia của cho nó. Dạ con có hơi phí nó đưa con dĩa rồi. Ngon quá trời luôn. Thôi vô ngoài đi ăn. Anh hai uống rượu không bia? Uống bia thì cũng uống hết trơn á. Rượu quay cho nó hao mòi. Uống con thôi con quay gì được rồi, nào xong rồi ăn. Thôi ăn lại bốn đứa rồi, chị nấu ngon lắm, ăn thử đi. Chị nấu ngon lắm. Nếu ấy thì múc bánh đến thôi. Rồi ăn chút đi. Vô rồi ăn nước đủ phải. Thôi, thôi. Sao có thể ăn được. Con đi về rồi. Ơi, đụng quá mà mẹ chồng hổ. Cái đầu này chặt. Ăn thì quất tô chứ. Mẹ ơi. Cái này em dịch quá hả? Đây, là chưa đủ thôi. Quay lại nha. Ai cái gì? Đoạn ai đội dĩa nè. Ai lấy đội dĩa nè. Mày đâu? Miểu ơi. Cái đó chặt nữa không? Anh lấy bia à? Bà Linh không uống. Hả? Không. Bia Linh không uống đâu. Không lồ à? Không lồ. Không lồ à? Dạ. Sao uống nước lèn sao ngon không? Ngon, cực kỳ luôn. Rất đỡ tô lắm. Chạy đi ruộng về gặp này ăn đỡ được hả? Anh ăn bún không? Ăn. Uống nè. Thôi anh kéo. Nhiều quá ăn hết. Ăn hết hả? Còn ai nữa? Đi chứ ngồi hết chụp hình cái quay. Dạ rồi có miếng dây nhất rồi nha. Nó đẹp lắm, đẹp lắm. Cái heo cũng ngon mà heo quay cũng ngon đó nghe. Làm sẵn đó. Đó, quay thì đi quay đây đừng lên đó chà bà Liêm. Hả? Làm gì? Nè, vô cho heo quay nhiều được không? Dạ, được luôn nè. Cái đó cây giấm mà.
hai chú Phương à. Bỏ đâu? Rồi, cúng chung hết trơn rồi, đúng rồi, nãy giờ tôi làm. Tự nãy uống bia đi. Làm thoải mái rau. Giao thoải mái hả? Ở chổng kìa cái nồi nước lèo. Cái nồi nước lèo chổng chắc bán 3 ngày. Làm nó phải nấu tầm mè một nồi 2 cái rưỡi mà. Nấu một nồi quá trời. Nấu rồi, chắc hơn một tí rồi. Nấu rồi mai mai ăn thêm ăn 2 bữa nào chổng. Chứ bà con mới lợi. Cái vô đã rồi ăn cái nào. Ba dựng ba thống hộ dựng ba. Rồi mà từ từ ngồi. Ủa. Rồi lấy cái xô này chút ra cho dựng ba ngồi. Mẹ ăn gì? 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 Mẹ ăn đâu chỗ này cô đây là lên quay cô bỏ anh đi quay gì đâu không thấy hết không thấy hết quay bây giờ để cái bàn đây để đất cho thấy người nào không uống đâu phải kêu không uống. Ô, lên đây. Giờ để đi. Rồi chứ gọi gọi có dư to chứ gì. Để nó đi mày ăn đi mày. À, đúng rồi. Chút ăn. Chút ăn thì nói thẳng lại. Gấp gì biết nữa ăn uống mà. Đâu có thằng gì ăn ăn luôn đi con chút nữa. Cái mỡ ăn đâu có sao đâu. Nè tô nhắc nè ăn. Em ăn cái nào ăn. Em Mỹ Mỹ nè bắt con con lại ăn cái con vịt không ba con nó bụng nè chứ đó. Ăn không? Tô 15 nè. Mẹ ơi bây giờ ăn. Dạ. Phá hả? Quýnh bây giờ. Không. Cái gì? Nè mấy cục. Lại đây con. Bỏ con trong bụng chứ không được đâu. Ăn gì? Nói đâu. 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 Lấy nước uống không phải lấy nữa lấy nước uống bọn đây giấy đây giấy đây MC đó để bệnh hả nặng cho giùm con. Đồ đó biết đó. Ủa bạn còn phi nó ra vậy? Tắm nó dính hết. Vô mặt á. Vô gan hả? Nó biết mà. Mới về hả? Để vợ kêu qua hết rồi. Mất tích cỡ chừng 20 năm nay rồi. Đi chủ đế ai? Ờ, dữ lắm mà nó. Vô. Bán lại. Quay hả? Không, coi chén bán gì đó. Hả? Chén năm lấy ra không không? Hả? Ba dạy miếng thịt kìa. Dạ không không? Con đi làm à. Đó, nha. Cái mặt nè. Thôi đừng có thấy rồi. Quá, phải đồng nào kia cho nó. Chia cho nó ngồi vô ngồi đây. Được rồi. Được rồi. Nè, bốn thuốc nó này là làm nhiệt ảnh. Bây giờ bán chạy rồi. Có hàng mấy ngày rồi. Mấy triệu. Đấy. Cam. Cam ở đây được không? Cam chứ đừng xài cái nút chiên gì kia, cũng xài cái thằng nhóm chọn gì có chết thì sao anh cứ làm được tao? Kẻ hay đó. Cái này mình ăn thì mình ăn thôi. Không muốn cần thuốc cần cả. Khô à, khô á. Ai muốn ăn thì cho thôi. Chay gói ký, gói ký. Như là 330 mà xài nó cao vậy đâu anh đi rồi 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 sao uống bia không không góp cho thằng Khương ly một lon còn lại nhiêu nữa bữa nay bà cúng nó bia đó mà bà nói như kiểu hồi đó là nó không uống đâu nha. Cái bữa đi xin nước đá về chưa được uống nữa. Ghé vô nhà con thẳng á, ông xin hai cục nước đá lần. Bỏ qua hả?
No hả? No. Ủa sao rồi ăn ở trong không cho đẹp đẽ thịt ở trong ăn. Đem đây. Em mất tích được rồi. Cái dĩa này thì đem đi cho gắn bên chứ bộ con có bóng có trống đâu mà. Không bao giờ nó là mấy đại lý ở đây là khoảng 20 năm nay. Thì ông ơi, nước nào bữa nay tôi nấu ngon quá trời ha. Bây giờ nó bán hơi đạt hả? Hả? Trời ơi ngon. Để nấu đâu phải chị nấu. Có nghe đâu. Nghe cả một ca sao ơi. Nghe cả một ca. Uống bia kia đi. Mất dạy. Sáng tụi con. Sao không đi sáng mình đồ lên. Đồ lên đi học hết rồi. Con dao á. Trời ơi nước lèo nó không ăn rồi nó ăn nước khìa. Nó quất nước lèo. Mà nó nước lèo không ăn mà nó ăn nước khìa. Lấy về lấy bánh ăn bánh ít rồi đi nha. Dạ công lâu năm là chú xịt một hai đến ba lần rồi chứ còn xịt một lần một còn đó bữa nay cứ chết từng nhẽ tại vì nó phải chết từng nhẽ vừa làm vừa làm rồi ngồi rồi ăn rồi khen hoài nữa tức chết nè tự làm mà tự khen mình không có tiên cũng là trời ơi ngon quá tôi cũng nhớ lấy giờ có điểm cho Tư Dung không được điểm lắm rồi không có ừ mà cũng không hiểu nữa. Đi vô đó hồi đâu lên mày lên coi bà ngoại có ấy thêm không? Rồi rồi, hỏi rồi. Ăn vừa ăn mà nếu mà muốn thêm thì bỏ muối vô. Một má ngồi cái vừa khô này không dám nhậu sỉnh ha, nhậu sỉnh hồi té. Có nhiêu? Năm. Trên này khoảng 6 hộ. Mà đâu có ăn đó. Tôi mua một con này tôi mua một con thì đất hả? Để ông qua cái gửi luôn đấy. Đất luôn á. Ở đây là ổ bên đây nha, có cái chú này là nó ở bên đây có quần áo. Cô dịch tụng não. Rồi vào cái bát á. Rồi bay hết rồi. Bát từ từ đâu có trời biết được. Để nghe rõ. Rồi từ nha. Đi qua đây. Đây nha, tao nói kia mày đâu. Có ai đâu. Để mà có hồi. Mấy sao học ăn á chúng đẹp thấy rồi mẹ bơi đi mệt lắm phải vô cái đó không được đấy không đúng thấy thấy cái quà đâu mà được đấy thôi em lên bây giờ chủ à đây không nè ngon. Mớ ba, mớ nhà, nhà hàng ngàn sao thừa đó. Ta năm sau này tính ngàn sao rồi. Cỡ này khỏe không? Ủa, cỡ này chờ ở đây, sao lâu? Cỡ này mà. Cỡ này khỏe không? Ủa, nó nói vậy, nó coi vậy. Mày chuẩn bị ngủ. Năm sau, năm sau rồi. Giờ này bớt chưa? Hỏi tay. Ăn không? Ăn bún nước lèo không? Giờ cái bà bị viêm mũi, bà đâu ăn nước lèo. Út đâu có ăn nước lèo. Nè, nhóc hết trơn nè. Bà có nước lèo không? Má, thải á. Lèo vậy. Chuyện em mà làm
Có mấy đứa con rồi vẫn đánh bên đồ về cũng ông bà chứ. Mấy đứa con rồi. Bây giờ chừng nào mới về không mới về. Thằng cháu hả? Sao cháu năm 2000 mấy? Thằng cháu năm 2022 2025. Ngày em hai phải không? Rồi bả mua cái điện thoại nào cho quà mà gớt xuống nước không có hư á. Cái bằng mẫu á, cho nước không? Cái nào mà gớt dưới mà không hư á. Ừ. Gớt dưới mà mình có hai anh gớt. Nếu như khi tứ cam cái mắt mưa chạy không kịp nữa. Đụng đi đụng té đó. Mày cứ lấy cái bọc rồi bỏ vô hả? Cái này không có đồ chấm hay thấy. Đâu có mưa thì không có đồ chấm đó. Vậy chấm gì thì muốn á. Vậy qua dễ qua mưa đó. Không muốn lại mình xuống. Lại ăn tôm không? Chết rồi ha. Bắt cái nắng tàu em. Thấy con còn nặng rồi. Mấy năm trước rồi tủ muối rồi. Đâu đứng á. Lấy cho tôi hai tờ đi, tờ nào cũng được hết trơn á. Cái mốt đi. Thì không có. Đó, thẳng kìa. Nè nè. Cho trong miếng cái dĩa sao dĩa kia đi. Dĩa bánh bò. Thôi thôi. Cho cho luôn. Đây, cho anh luôn. Mẹ ơi. Cái gì á? Trời dạ. Ơi, cái chảo đưa cho bài. Em biết không? Cái chảo vô. Đó. Chó rồi, Linh ơi. Thế mà giờ mày giờ dĩa trời lấy đâu qua đừng bước qua lại đây. Ai luôn. À. Đi xuống lại đây ngồi đi. Không. Cái tổ cá sao dục đâu nữa rồi. Có nhiều lắm nha, không có nhiều đâu mà nhiều. Kem phá gì kem? Cái mùi cá màu nữa một tí ăn hết đâu. Nó mà nó kẹt đó là nó không hết đâu, không kẹt nhất. Ở trong bằng hai á. Dương ký mình dương nó mang cái luôn. Sáp là gì sáp? Là thấy
Bà càng cũng xem nó hôn cái tập trung nổ. Tao uống ly đó, tao uống này cũng như trà đá gì gì đâu. À nè trà đá nè. Thì nấu à. Cái gì mà ngon tao nấu đó nghe. Tao con thử một cục đây. Buồn á. Nó không ngon buồn á, nghĩ chiên chay hết dĩa rồi. Không sao mà không cỡ thủy ra. Vui dọn đó kìa. Nhóm tôi cho bà Thủy rồi bà gửi lại. Bà ngắm cái coi. Đó ngắm. Nghiên cứu lúc. Ăn rồi ngắm đó kìa trời. Bỏ lên dĩa đây. Ăn được coi đừng có ăn. Thôi. Có những cái này ấy không vô áo bị bỏ vô áo luôn á. Rồi. Bạn á. Bạn tê. Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu? Côn nhóc luôn. Ê, nghe cái chảo tao mày xóa bỏ đi nha. Quay lên cho mắc cỡ luôn. Con chảo ai đưa vô gắn chịu nghe. Cái chảo gì? Tôi quan Mỹ nè. Cái chảo này à, với cái chảo đó này à. Nãy giờ không có mình lấy đồ á. Nó biết vô. Cái chảo là rồi, cái gió vô cũng uống nó bụng chết luôn. Nè, đi. Ủa, uống bia đi, uống bia đi, uống cụ, mà uống thuốc cụ người ta uống. Uống bia, uống bia ít quá không có vui. Uống bằng dạng các bạn. Đi hơn tới năm ngồi, năm ngồi, năm lấy cái khăn, cái giấy năm chùi. Nó ăn kem nó cũng dính cái mỏ nó. Ý mày không có bà miệng nó lùi miệng nó cái mỏ cái gì ăn mỏ đi ăn cái con câu à ăn con câu á cái làm thuốc đi cái miệng nó quên nha người vậy bao cũng đổ vô ca luôn hả. Sao mà tự lấy cho em cái khe không em chưa ăn cái nào đâu có nào để em ăn thử em anh mấy. Tôi thấy miếng huyết thử đi. Nắm khen ngon quá. Dạ, hai cục cháo khen thôi. Không phải người ta không nghe mấy ông này khen mà nghe hai cục cháo nấu hai cục cháo khen vậy. Chưa có ai đụng hai hai hả đâu. Ngon nãy giờ chưa có. Nó thành nó chứ ngon. Hai bà thì giờ khen ngon thôi mà không có khen ai. Khen ngon gì hết trơn. Ngon hết trơn hả? Ủa bà không nói rồi. Gì ai chở bà đi về hả?